Đây là ông Lăng nè, đã đặt lên rồi, đã xong rồi, đeo nơ, đặt xong rồi. Đây, ông Lăng nam và ông Lăng nữ. À, hai sư phụ, khỏe sư phụ. Con quay cho Nhật Quân sư phụ. Lần này có thiên đình ở trên trời. Dạ. Sư phụ đặt tên là Thiên Nam Lân. Đây Lân là Lân Đực phải không? Dạ. Là Thiên Nam Lân, còn này Thiên Nữ Lân. Dạ, đây Thiên Nữ Lân. Của trên trời. Cái điển hai cái lân là sẽ vô điển. Cũng dạ. Mấy tay tới đây sư phụ. Mấy tay mang lên bình thường đó. Nặng quá trời nặng luôn á. Thì bởi vậy hồ mấy ngày mới ở đây 3 ngày để cho làm cái sân này, bữa nó bấy hết mới yeah. dầm lại. Yeah. Lại xe bự đó, nó bỏ cái giường nó với cái này lên. Wow. Nặng làm hư cái sân hết. Nặng cứng luôn. Quá đây. Này là nam. Dạ. Nữ là ăn lăn con là ở này nè, cái miệng con lăn con đó. À dạ. Này lăn con. À thiên nữ lân, lân ở trên trời mà lân thiên đình, núi thêm hai lân cũng đẹp. Ông sang thằng ổng kêu mình để cái miếng ngoài đó, ở ngoài đâu sư phụ, hôm mới nói chuyện ổng cái lân này nè. Dạ. Để ngay chỗ đó mới chỉ cho Long rồi. Bây giờ sư phụ mới biết Long là ai á. Ổng nói thằng Long cũng là thần á, nó đầu thai nó đâu phải người phàm đâu. Lòng nào sư phụ? Con nó con là một ông thần. Ờ cũng là một ông thần. Thần cũng phải đầu thai vậy. À. Tu lên cho nên là ông nói á, cho nên là lòng này á mà chịu tu á nó sẽ lên cao. Cái cốt của nó đã là một vị thần. Nó sẽ thẳng qua luôn. Tại à, tối qua 9 giờ tắm mệt. Bạn thần thích làm nước cho thần. Dạ anh Long biết chưa sư phụ? Bây giờ mới chuyện ông nó ô này bạn nó cũng làm thần, thần cũng như là một cái chức quan huyện vậy thôi. Dạ, không có chức lớn. Như coi cục đất, coi cái núi, hay coi một cái khu vực vậy đó, cũng giống như ông A Hồ mình á, là nó cũng cỡ như A Hồ vậy. À, hồi tiền kiếp á. Hôm nay đầu thai thành Long vậy đó. Gặp con là tu nữa. Nhưng mà nó thành nó có cái tánh để phải thẳng nó ra. Nhưng mà nó trung trực. Theo chi thần nó thần thích nữa là ổng nói gì đó chưa hóa cười. Cái này cái thần bạn nó thích làm mấy cái thần. Tức là cái label á là Long với Hoa Hồ với này này đó. Tạo bằng bằng nhà. Anh cũng phải lo cho dân chút không, nhưng mà giờ mãn nhìn kỳ rồi, đầu ai làm người, tức là mà cứ một cái nhiệm kỳ bao nhiêu trăm năm bao nhiêu nghìn năm á, cha cho lên lớp gì đó. Anh này đang vui nè, mọi người đang ở đây nè, vui lắm à. Sư phụ. Này em mua anh trả tiền nó xong cũng cỡ chục năm rồi, bây giờ bữa nay nó mới vào. Lâu rồi. Từ xưa mình trả tiền nó rồi. Sư phụ con quay được không sư phụ? Quay đi. Bây giờ làm nứt của mình chừng. Rồi giờ cứ chuột không nè. Giờ mình lấy tưới chui. Bây giờ làm sao mà chui cho nó này? Nước qua mình xịt nước lên. Nè nè, thấy nè. Chuột rồi tùm lum á. Cái này là lâu nhất làm đây, lâu nhất mà lên được đây. Nó làm bể hồi xưa mình không có cái này. Sao? Cái này của núi. Tự nhiên. Cái này là bát quái nè, phải không? Ở có con dê bên này. Wow. Đây là bông chuẩn bị nè, mấy bông chuẩn bị kia nha. Cho buổi lễ nè, bông đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Bông tươi bông luôn. Dạ, quay cho Nhật Phương con lên. À, dạ chưa biết nữa.
Nhờ tay trái mà. Người ta học làm nghề nhiếp ảnh gia. Nhờ tay trái. Đây là đang chuẩn bị ha. Đó, nó quay vô bên trong này coi thử có cái gì không ha. Bên trong, ồ bên trong này không có gì nữa. Ồ. Đây nè, wow, bông chuẩn bị nè. Chuẩn bị bông nè, quá trời bông luôn á. Đây ở trong thư viện á. Đèn nè. Mấy cái này là chuẩn bị đây là trái cây ha, thùng trái cây nhá, xoài, đây xoài này, xoài này, xoài, đây xoài. Mọi người chuẩn bị bông rất là nhiều. Đây, ui, bàn nè, bàn chuẩn bị bàn nè, 60 cái bàn nha, nhưng bao nhiêu đây chưa đủ đâu nha, 60 cái bàn nữa. Đây là bàn nè, ôi nước ngọt nữa nè, vào nước ngọt nè, mua nhiều nữa nè, đã sẵn đây. À, nói chung bây giờ trên này đang chuẩn bị cũng vui lắm, mọi người đông nè. Uống nước nhiều vô. Con làm sạch trên đó rồi đó. Ừ, hay không? À, đây là mấy cô đang chuẩn bị đèn nè, đèn đã treo nè, mấy cái bóng đèn, à, mấy hộp bóng đèn nè, chuẩn bị gắn đèn. Rồi chỗ này chặt lắm, đi qua bên kia, qua bên này kia. Bên này cũng đèn nữa nè, chuẩn bị gắn đèn này. Mỗi người một tay. Đã, mọi người một cái. Gắn rồi. Đèn năm mua quá không? Mua đèn nhiều quá ha. 14 hộp. 14 hộp hơn vậy là cũng nhiều quá, đèn nhiều quá. Lên đây thành Christmas tree luôn. Gắn thôi chứ không thôi chứ. Tại vì là có sợi dây của người ở đây nào. Hộp đó là hộp này. Zip tie. Zip tie. Bằng mày là sao? Đang ký đèn này nha, đang ký đèn mấy cây long que nè. Đây, mấy người đang làm đây. Đang treo đèn nha, mấy cây long que đang treo đèn này nè nha. Cô đang ngồi nói chuyện nè. Ngồi kia mấy người kia ngừng tài á, cái bằng đẳng cần phải ăn. Dạ. Mấy cái người đã xe nè, wow, mua pizza nhiều lắm nè. Xe ở dưới núi sư phụ giờ mấy cái đèn ở trên đèn mà mình. Dạ. Dạ. Đây con dẹp. Có, nó cho, nó có giấy, nước. Con để đó đi, thùa qua lấy. Thịt như chỗ này nè, thịt như chỗ đó nè, bụi là bụi nhiêu. Đó rồi. Hey, how much pizza here over here? How much Camila? Before again call. Xin mời tự nhiên nha, lên đây là con hỏi Thiên là
Anh chứ. Nó phải nó gì mọi người đi lấy nắp kim nó nắp nước lạnh nước gì lấy rồi. Mời tất cả từ từ ăn nha. Chia hai bàn đi tại nó giúp nhau cho quanh đây. Cho mấy anh thợ ra đó mình. Hay là bên kia. Có bàn, nó có bàn. Có để chỗ ghế. Ờ, kia ra ngoài khi dùm cái dạ. Ghế đỏ rõ để dạ, dạ. Pizza nha, pizza. Đây là trên pizza. Trời đâu có pizza đâu. Trời đã ăn ngon hơn nhiều. Biết rồi. Nó lên bộ lại thượng thư dễ hơn. Có nghe không? Còn dân thường mà lên quan huyện khó lắm. Nó đã là quan huyện này. Tiên là khó hơn nữa. Tiên là cao. Cũng chừng ngàn kiếp à. Bữa mẹ nói mấy vị nói là những vị tiên á là đã tu hàng triệu kiếp. Cha mình á tu tới 90 mấy nghìn tỷ kiếp. Phật Thích Ca là khoảng 6 nghìn kiếp. Cha Thượng Đế là tu lâu nhất. Thượng Đế ăn đây lắm. Thần Long, Thiên Thần Long. Hôm nay đổi thành Thần Long. Cho cái chữ thần ở giữa. Vừa đặt luôn dính luôn. Rồi, Thiên Thần Long rồi đó. Biết còn giấy giấy không? Biết còn giấy giấy không? Thiên Thần Long. Hàng giấy thích làm hiếu rồi mấy ông thần. Nè, lấy cái gì đấy tình cỡ nó lúc ông hay đó nó này nó tắm cho nó rất là cương trực khó có ai mà bẻ nổi cái đầu tại mấy vị thần là đó con thấy qua mà bỏ tượng đây nè. Bưng đi mưng nặng lắm mấy con, bự cái miếng pizza extra lot luôn á. Cái này là nó bưng mà nó bưng nó phải nghỉ mệt á, bưng ngỏng. Nó thả xuống biển. Cái ông quy thừa tướng ông chạy từ đây tới Bùi Bông vậy á, cái hương mẫu la lên hé chưa có chào gì hết đi lẹ vậy. Ông quay lại. Ông ngay chân của sư mẫu tạm biệt vỗ vỗ lên cái mô cái gò của ông, cái lưng ông mấy cái rồi ông mới đi. Thì ngang qua ngồi cái ông về, mà ông về nhiều lần á. Bây giờ em cảm ơn Thái tử với công chúa hồi xưa cứu mạng ổng. Cái con lần vừa hỏi có một lần á sư phụ đi đi lên miếu của chị bả. Cái có đi chung với thằng kia. Tướng cũng ấm ấm. Tự nhiên đang đi cái ổng nhập vô nó. Cái ông lại mình. Ông lại em cảm ơn Thái tử. Thần là ngày hôm qua là cái là quy thừa tướng. Vì xỉn rượu cho nên bị mấy cái người chài lưới đó, bắt vô mà không có thái tử là tụi nó là mần thịt thằng hả à, thiệt luôn. Thì lâu lâu ổng hay về lắm, ổng đi theo hầu hầu bà chị hai á. Thì ngày qua bà chị hai thì bận cái ổng có tới, biết ổng lại không? Ông là ba bưng chinh. Ông ba ăn chinh á. Wow. Ừ. Ăn chinh cũng là kim quý mà. Ông nói wow. Ăn chinh. Ông bưng chinh nó dưới nước. Cái con Ngân mà phụ có đứa em gái Ngân nhỏ cao cao á. Thì lâu rồi nó mới ở Mỹ nó hổn dữ lắm. Cái trước đó chừng 2 tuần ba của ông Ngân, tại vì mình cũng có cha mẹ bên kia tại vì mấy con không biết á, nhưng mà ai đụng với sư phụ á thì cái cha mẹ của người đó hay về đó. Cái lúc đó ba của ông Ngân á về dặn dò á là kêu nó đừng có hổn với thái tử, nó mà hổn thái tử nó khổ dữ lắm. Hiểu không? Mà cái mình ra mình nói cho nó nghe, nó ba mày nãy dặn đừng hổng
ba tôi với ba anh cũng giống nhau à? Không phải, tao nói ba kia kìa. ba cái hồn á, không phải ba cái xác phạm á, mà nó cứ nghĩ là ba xác phạm, nó đâu tin đâu ngăn á. Ba nó dặn vậy, mà dặn nó mấy lần luôn vậy, cái nó không tin. Người trong nhà không có tin cái đó đâu, không có tin là sư phụ nói chuyện với mấy vị được, cũng không có tin những cái gì sư phụ nói ra. Thần thoại không, nói chuyện của ba của con Trinh á, mấy con nghe giống thần thoại không? Ừ. Còn hơn là hỏi, nhưng mà thiệt, ổng mới đứng ngay đây ngày hôm qua, ổng còn đầu chọc nữa, hỏi nữa. Ừ. Nó mới chị bà rồi cái y chang đúng hai tuần sau, cái nó làm gì đó, cái bắt đầu nó giận, nó nghỉ hả, trời khổ, đi làm nhà bếp, đi làm nhà hàng cực dữ lắm. Tới sau đó phải, tại ba nó cũng làm một như trong triều đình ở dưới thiên cung đó, cũng có một cái chức giống như như là tướng hay gì á, cái nhắn qua, ổng không có nói thẳng, ổng nhắn qua bà chị thôi cho nó bớt khổ đi, từ bữa giờ bớt khổ, không nghe lời mấy vị là mệt lắm, tại mấy vị nói là có mà. Ờ, vô ăn phi xà nè. Mấy con vô đây ngồi đi. Hai ảnh đi, bây giờ đi xuống núi. Yeah. Ăn cái gì chơi cho vui. Hả? Bị allergy quá, học sinh hết rồi. Rửa mặt đi, lấy nước rửa mặt. Dạ, dạ có. Khóc không sổ mấy chứ. Dạ, không lấy. Bị allergy ha. Kìa, kìa. Chào sư phụ. Dạ. Chào sư phụ. Bữa nay kêu sư phụ. Ủa, không có. Bé đó là khách sư Bé Mỹ có đứng rồi. Xong, có bốn rồi. Ở dưới này có cái giỏng mà bạn. Nhà ngay đây nè. Dạ dạ dạ. Nó dư vậy. Nghiệp lái từ Như Sơn qua. Sớm mà mùng sư phụ cũng tổ chức một chuyến mà không đi bằng xe bus á, hai tầng á, băng Cali đi qua bên kia anh chiếc, mình có chỗ hết trơn, không cần hotel theo gì. Mấy Mỹ vô đây ăn nè con. Đúng rồi đó, để cho mấy ghế nè. Ô, con ngồi dưới lầm, mẹ nuôi con đây nè. Ở đó là mẹ nuôi của thằng Nga chứ. Con ngâm nhiều vậy, càng đó. Bữa nãy giờ tưởng là mẹ nuôi của thằng Nga. Ô, mẹ của thằng Nga, đúng rồi, con nam mà mẹ nuôi con. Nó mẹ ruột của thằng Nga. Sư mẫu ơi, các bạn sư mẫu cho nên không dám quay. Quay né sư mẫu. Có mũi. Cái Houston là ban đêm là mũi nó cắn mình phải không? Mình đâu có chơi ban đêm được. Núi này mùa hè ban đêm vui lắm. Ở Houston đó hả? Nó có chết không? Con cái loại đó sạch, nó không có đê, nó không có củi. Nó có tên thôi. Nó không có đê. Cái loại mà sạch khỏi á. Nó được mấy tiền. Bữa nay nhờ mấy cái đèn đẹp ha, nhìn thấy cái núi hơi lạ hơn hết ta. Hai ông lành vậy.
lưng thiên thiên nữ lưng thiên nam lưng con chị hả? Đây khi mà thù đốt nhang rồi là chỉ dồn vô góc thôi mà thấy yên lặng nữa kìa. Tôi bắt ngồi thiền hết ít nhất cũng trên nửa tiếng tiếng rồi gối đầu mới được thở. Tại mấy vị cái privacy của mấy vị rất là sensitive đó, mình bất chính là mình gầy lắm. Tôi bữa đó cũng như mình gặp nhau á, mấy vị hỏi chuyện chào hỏi